Xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hồi Phúc nha anh em. Tiếp tục clip hôm nay giới thiệu anh em máy tiếp tục nha. Xin nhắc lại số điện thoại mua hàng bên mình 0355 356 356 có trên cái bảng nhỏ nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì em vui làm cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên địa chỉ vừa cùng với cái máy anh em cần mua cái máy gì thì cứ nhắn cho mình nha. Tất cả các máy thì mình có đều có ship code toàn quốc nên anh em nào mà cứ cọc tiền là mình sẽ gửi máy cho anh em. Và anh em nào mà chưa hoàn thành thì mình sẽ bao ship nha. Rồi ok. Con máy đầu tiên hôm nay là mình có một con Redmi 4X anh em, Xiaomi nha. Xiaomi Redmi 4X màu đen. Con này thì nguyên zin. Vỏ sau thì có xước sát nha. Đó. Kính này có lông mèo này. Kính có lông mèo ha. Vài cộng. RAM 332 nha anh em. RAM 332. Màn hình con này 5 inch. Pin 4001 nha. Còn xài cũng rất là ổn định nha. Wi-Fi chức năng các kiểu ok hết ha. Redmi 4X. Đây, sẽ một giới thiệu điện thoại cho anh em xem. 4X ha. Ok, chức năng là ok full nha. Vô cam cho anh em coi, rất là nét nha anh em. Redmi 4X màn hình 5 inch, RAM 332, vỏ sale thì nguyên riêng, có những cái chấm bi nhỏ đây. Ra đi cho anh em giá 970.000. 970k một cái duy nhất nha. Nên là còn thì hú mình nha. Redmi 4X RAM 332. Ri 2 rim thay vỏ đẹp kem. Ri 2 rim thay vỏ đẹp. Màn hình 5 inch nha. RAM 1GB bộ nhớ 8, pin 2600 nha anh em. Con này thay vỏ là kem sạc rồi. Kính đẹp, lưng đẹp. Ri 2 rim thì cũng hay có trong kênh của mình nha. Có thì đang bán nha anh em. Hết thì thôi. Để có nhiều anh em cũng hay gọi. Con này để anh em giá 690.000 nha. 690k kèm sạc gian kính cho anh em nha. Note 3 nè, Xiaomi Redmi Note 3. Máy đẹp 98.9 nha. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 4000. À, con này thì máy đẹp keng riêng luôn. Đây, guarantee đây, màn hình. Rất là nét. Đó. Màn nét keng nha anh em. Con này cũng RAM 332. Redmi Note 3. Màn hình này 5.5 inch nha. Đó. Máy đẹp kèm sạc bang luôn. Con này ra đi cho anh em giá 1330 kèm sạc gian kính nha. Samsung A30 bảng VN Việt Nam. Lưng sau là xấu nè anh em. Mình chưa có thay lưng nha. Con này thay cái nắp sau là đẹp kèm thôi. Điện nguyên riêng chưa thay. Anh em nào thích thay thì thêm mình ít tiền thôi. Tầm xị nữa là mới kèm. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Kính trước có lông mèo nhẹ. Vậy thôi, không có nặng nha. Mua thì mình sẽ dán cái lực kèm sạc cho anh em, máy nguyên zin. Chức năng ok hết nha anh em. Đó, wifi các kiểu. A30. Con này để anh em giá 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6, kèm sạc dán cái lực cho anh em lại luôn nha. iPhone 8 nha anh em. iPhone 8 nhỏ máy riêng quốc tế ha. Bao anh em reset thoải mái dòng 2 dòng 3. Ok luôn. iPhone 8 64GB máy đẹp tầm 97.8. Nguyên riêng. Từ A tới A luôn. Máy cực đẹp. Máy nguyên riêng nha. Bảo đảm cho anh em nha. Đó, wifi các kiểu ok hết ha. Con này pin 83. Vân tay đầy đủ. Đó, ok nha. Riêng full quốc tế, con này để anh em giá 4 triệu rưỡi nha anh em. 4 triệu rưỡi nha, kèm sạc gian kính nha anh em luôn. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung J737 màu đen, màu đen. Máy đẹp 98.9 nha. J737 bản hàng một sim. Con này gọi là Galaxy W3 anh em. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 332 nha anh em, pin 3300. RAM 332. Chức năng full nha, màn ring vỏ ring các kiểu ok hết ha. Đó. Nó gọi là Galaxy W3. Con này để anh em 1830 nha. 1.830.000. Kèm sạc gian kính luôn. Con này cũng y chang con nói luôn, cũng J737 nhưng mà màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt nha anh em. Cũng đẹp 98.9 luôn. Và giá ra đi cũng 1830 đồng giá nha anh em. Đồng giá ha. Máy rất là đẹp. Đó.
nguyên zin luôn, xài rất là chuẩn nha. Chức năng hai con y chang hết luôn. Giá cũng 1830. Ok nha anh em. Cọc trước 50k Viettel là mình gửi nha. Tiếp theo là một con S8 Plus anh em, S8 cộng. Máy vỏ xe vừa đánh giá là đẹp 97-98 nha. Kính trước là keng luôn nha anh em, cũng 97-98 luôn. Máy thì một cái lỗi đây. Đây anh em, một cái đốm này. Anh vuốt lên cho anh em coi. Đây, một đốm đây. Như cái nút ruồi nha. Màn hình 6:2. RAM 4/64. Vuốt là thẳng đường đài bằng đâu có đi này. Đó. Máy là bao anh em xài thoải mái nha. E8 Plus bán hàng một sim nha anh em. Màn hình 6:2, RAM 4/64, pin 3,5 nha. Con này ra đi anh em giá 2690. 2690 nha anh em. Kèm sạc cho anh em đầy đủ. S8 cộng. Ok, 2690. RAM 4/64 GB. Oppo F5 màu đen. Máy riêng nội địa anh em. Đẹp keng sạc ăn luôn. RAM 4/64 nha anh em. RAM 4/64, màn hình 6 inch, pin 3,2. Máy nó dùng đẹp 98-99 luôn. Đó, rất là đẹp. Wi-Fi mạnh nha. Mình sẽ test sơ về cái giới thiệu điện thoại cho anh em coi luôn. F5 RAM 4 không phải RAM 3 nha. RAM 4/64 không phải RAM 3/64 đâu. Hoặc là RAM 4/32, tự bán nội địa thì nó cấu là cao hơn. Chức năng ok. F5. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 1.850.000. 1850. Chức năng khỏi bãi bàn nha anh em, quá ok. Oppo A3s màu xanh kim cương nha anh em. Đã thay nếp sau rồi, keng sạc bền nha. RAM 216 anh em, màn hình 6:2, pin 4230. Kính đại giác cực lực cho anh em rồi, keng sạc bền luôn. Đó, màn hình sáng đẹp nha. Màn thì ok luôn, sáng đẹp. Wi-Fi ok các kiểu, chuẩn hết nha. A3s RAM 216 GB. Ok, con này ra đi anh em 1650. 1650. Samsung A600 bán hàng. Máy đẹp tầm 97 thôi. 97-98 nha. RAM 332 nha anh em, màn hình 256. Pin con này 3000 nha. Kính đại giác cực lực rất là nét nha anh em. Keng luôn. Wi-Fi mạnh nha. Bán hàng một sim nha anh em. Samsung A6. RAM 332, ok, con này ra đi cho anh em giá 1750. 175, kèm sạc giá ngực luôn. Oppo F5 màu gold. Ừ, như con này luôn anh em, nhưng mà bán màu gold, con kia màu đen. Chức năng thì cũng full. Máy đẹp keng luôn. 98-99 luôn anh em. Chức năng ok hết ha. Vẫn giá 1850 nha anh em. 1850. Kèm sạc giá ngực luôn. Samsung A50 màu xanh. Nắp sau đã thay mới. Đó, đẹp keng luôn nha anh em. RAM 4/64 ha. Màn hình thì 6:4, pin thì 4000. Đó, con này thay vỏ sau rồi, đẹp keng luôn. Màn ring nha, đặc biệt là màn ring chưa đụng chạm. Chức năng là full. Quốc tế luôn, bỏ hai sim vào xài thoải mái nha. Con này ra đi giá 2.900.000 nha anh em. 2.900.000. Tiếp theo clip cho là một con máy tính bảng anh em, Mattel 7 inch. Mattel 7 inch, lưng sale 6 nha. Đánh giá là 6. Đó, xuất sắc như clip mình quay. Anh em thích thì về dán keo. Dán keo màu vô nha. Con này thì màn hình 7 inch, về anh em cho con nhỏ xem YouTube là chủ yếu nha. Đó, wifi được bắt rất là ok. Màn hình 7 inch, màn sáng đẹp nha. Đó, màn rất sáng đẹp. Anh em thấy không? Rất đẹp, kính có dán keo mình lột rồi, keng luôn. Con này để anh em giá 490.000. 490k một cái thôi. Bỏ sim được nha anh em, bỏ sim xài bình thường nha. Rồi. Bỏ sim. Nói chung là 490k, bình bán giá màn hình thôi. Màn hình này anh em thay trên 500.000, nếu mà anh em thay cả bộ trên 500. Mình bán anh em 490. Đó. Máy chưa kèm sạc nha. 490 chưa kèm sạc. Ok nha anh em.
anh em cầm 50 ngàn là gửi thôi. Tiếp theo là một con Samsung A71 màu xanh, lưng xeo xước, kính camera nứt nhẹ. À, nó có sao nó dài, chưa thay vòi ở đây, máy ring A71 nha, màn ring đẹp kem, màn thì yên tâm anh em, ring nguyên đẹp kem sờ bèn luôn, màn A71 nha. Đó. Con này RAM màn hình 6.7, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 4.500, đến em giá 5.3 triệu, 5.3 triệu thôi, 5.3 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nhanh luôn, một con ring nguyên. Tiếp theo cho anh em là một con Samsung A31 màu trắng. Con này thay nắp mới anh em, nắp thay mới. Màn hình 6.5, RAM 8 bộ RAM 6 anh em. Bộ nhớ 128 nha, pin 4 nha. Đó, thay nắp mới rồi. Màn ring nha. Sáng đẹp, ok. Chức năng full. A31 bản Việt Nam, 2 SIM. Anh em xài thoải mái nha. A31. Con này để anh em giá 3 triệu 8 nha, 3 triệu 8 kèm sạc dán cực lực lại cho anh em luôn, đầy đủ trước khi gửi máy nha. Rồi, clip hôm nay ngắn gọn tại đây xin tạm dừng, xin thân ái chào cả nhà, chúc anh em sức khỏe thành công nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. À, chào cả nhà.